Sau đây là từ bố trong tiếng Trung. Ba ba. 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 Ba ba. Một thanh bốn và một thanh nhẹ. Hãy nhắc lại. Ba ba. Từ mẹ trong tiếng Trung. Ma ma. 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 Ma ma. Mama. Hãy nhắc lại bố. Papa. Papa. Mẹ. Mama. Mama. Hãy nói cùng nhau bố mẹ. Papa. Mama. Papa. Mama. Bây giờ hãy nghe cách nói bố của bạn. Nguyên văn là bạn, bố. Nǐ bà bà. Nǐ bà bà. Hãy thử nói mẹ của bạn. Nǐ ma ma. Nǐ ma ma. Bây giờ hãy thử nói bố tôi. 我爸爸 Mẹ của tôi 我妈妈 Bây giờ hãy thử nói bố mẹ của bạn. Nguyên văn là bạn, bố, mẹ. 你爸爸妈妈 Hãy nói bố mẹ tôi. 我爸爸妈妈 Bố của bạn có khỏe không? Nguyên văn là bạn, bố, khỏe không? Nǐ bà bà hǎo ma? Nǐ bà bà hǎo ma? Mẹ bạn có khỏe không? Nǐ ma ma hǎo ma? Nǐ ma ma hǎo ma? Hãy thử nói, Lena, bố mẹ bạn có khỏe không? Lena, nǐ bà bà ma ma hǎo ma? Lena, nǐ bà bà ma ma hǎo ma? Bố mình rất khỏe. 我爸爸很好 Mẹ mình rất khỏe 我妈妈很好 Hãy nói Lina, bố bạn khỏe không? Lina, nǐ bà bà hǎo ma? Bây giờ là từ anh ấy, ông ấy. Tha. Tha. Cô ấy, chị ấy, vân vân. Tha. Trong tiếng Trung, từ tha để chỉ nam và từ tha để chỉ nữ. Cách đọc giống nhau, viết khác nhau. Hãy nhắc lại. Anh ấy. Ông ấy, cô ấy, chị ấy. Tha. Tha. Hãy dùng đại từ tha để thay thế. Nói là bố mình rất khỏe hay ông ấy rất khỏe. Tha khẩn khảo.
他很好.